Đang tập trung chuẩn bị cho AFF CUP 2022, tuyển thủ đội tuyển Việt Nam bất ngờ đi viện vì lý do trên trời rơi xuống. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh youtube tin bóng đá, nơi cập nhật thông tin bóng đá mới hấp dẫn và uy tín. Mong các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng những lần like, lượt chia sẻ video và đăng ký cho kênh. Đội tuyển Việt Nam vừa có buổi tập cuối cùng trên sân Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên, hai cầu thủ là Phát Văn Đức và Nguyễn Thanh Nhân đã không để tham gia tổng luyện cùng cả đội. Văn Đức và Thanh Nhân bị ngộ độc thực phẩm, dẫn tới đau bụng, cả hai đã phải tới bệnh viện để kiểm tra tình sức khỏe. Rất may là hai cầu thủ kể trên không gặp vấn đề gì nghiêm trọng có thể bay ra Hà Nội cùng đội tuyển Việt Nam. Buổi tập sáng mùng 10 tháng 12 của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo diễn ra dưới cái nắng gắt của thời tiết. Cả đội tập thể lực với cường độ mạnh và chỉ được nghỉ ngơi sau khoảng 40 phút tập luyện. Chuyến bay của đội tuyển Việt Nam sẽ khởi hành vào lúc 17 giờ chiều cùng ngày. Dự kiến Phan Văn Đức và đồng đội sẽ đá các trận trên sân nhà trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Cụ thể đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán ở Malaysia và Myanmar vào lúc 19 giờ 30. Vé xem hai trận đấu diễn ra sân sân nhà của đội tuyển Việt Nam đã chính thức mở bán, người hâm mộ có thể mua trực tuyến qua nhiều kênh khác nhau. Ngoài ra, trước khi bước vào tranh tài tại AFF 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu Philippines diễn ra vào tối ngày 14 tháng 12 trên sân vận động Hàng Rẫy. Được biết tại vào bảng AFF Cup 2022, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ nằm ở bảng B. Chúng ta sẽ gặp các đội tuyển Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào ở bảng B. Đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang Lào vào ngày 17 hoặc 18 tháng 12 để chuẩn bị cho trận giao quân tại AFF Cup 2022. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào diễn ra vào lúc 19 30 ngày 21 tháng 12 tại giải đấu danh giá nhất khu vực Đông Nam Á. Toàn quân huấn viên Park Hang-seo là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Vé xem trận sân khách giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Singapore cũng đã được bán hết. Ở trận này đội tuyển Việt Nam sẽ đá trên sân nhân tạo Jalen Pesa. Được biết AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 12 năm 2022. Bạn dự đoán thế nào về thành tích của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022? Theo bạn, cơ hội lên ngôi vô địch của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là bao nhiêu phần trăm? Hãy chia sẻ ý kiến nhận định bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của team bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.